Trước khi muốn biết amin á thì con phải biết amoniac cái đã. Đây nè. Amoniac nè. Ghi nha, ghi theo thầy nha. Công thức là NH3 nè. Mùi thơm không? À, không thơm, không thơm. Mùi khai không? Mùi khai. Đấy thì bây giờ cái amin là sao? Thì bây giờ là nha. Xuất phát từ phân tử NH3 nè. Đó. Thầy làm cái động tác á là thầy bỏ đi một hydro nha, bỏ đi một hydro. Bỏ đi một hydro á thì nó chỉ còn nhóm NH2 thôi đúng không? Được không? Và bây giờ khi mà bỏ hydro đi á thì phải thêm một cái gì đó vô. Thì chúng ta thêm những cái mà hồi chương 1 mình học đó. Đó là mấy cái gốc là metin, etin đồ, hiểu không? Đấy, thì ví dụ như thầy sẽ thêm vào đây một nhóm CH3 đi. Được không? Cái gốc này nè, thầy sẽ gọi với cái tên là metin được không? À, còn cái này là amin, có đọc là metin amin, metin amin. Thì khi mà thầy tổng quát lên nha. Tổng quát lên á, có nghĩa là bây giờ chúng ta thay bằng gốc bất kỳ mà gốc R gì đó. Rồi NH2, hiểu không? Thì cái công thức này nè, người ta gọi nó là amin bậc 1. Đó, gọi là amin bậc 1 nha, có dạng vậy. Tương tự như vậy bây giờ chúng ta bỏ đi 2H, bỏ đi 2 hydro, bỏ đi 2 hydro thì bây giờ chúng ta chỉ còn lại là NH thôi đúng không? Đó. Và bỏ đi thì chúng ta phải gắn cái gì đó vô chứ. Ví dụ như thầy gắn, ví dụ ha, cái này là ví dụ đó, CH3, CH3 được không? Thì đây là metin nhưng mà có hai gốc. Đúng rồi, là dimetin, hiểu không? Di là 2 và đưa cái từ amin vô. Dimetin amin rồi. Bây giờ tổng quát lên thì chúng ta sẽ nói thế này, chúng ta thay một gốc R. Ở đây là NH. Một gốc R phẩy nữa. Và tất nhiên con phải hiểu là R và R phẩy có thể giống hoặc khác nhau. Giống cũng được. Thì cái này người ta gọi là amin bậc 2. Được không? Bậc 2 rồi tiếp tục. Đây. Rồi. Cuối cùng là bỏ đi cả 3H. Bỏ đi cả 3H. Thì bây giờ nó còn N không ạ? À? Nó còn gì nè? Đó. Được chưa? Thêm vô ba gốc, ví dụ như thêm vô ba gốc đơn giản nhất đó. Đây là trường hợp đơn giản nhất là trimetinamin, hiểu không? Trimetinamin. Rồi, vậy khi chúng ta tổng quát lên chúng ta sẽ có R này. R phẩy, R2 phẩy và tất nhiên là ba gốc này có thể giống nhau cũng được. Rồi N thì cái này gọi là amin bậc 3 nè. Hiểu không? Hiểu không? Rồi, ghi đi. Ghi nhanh khẩn trương nha. Khái niệm hay là định nghĩa nha. Amin là hợp chất hữu cơ, tất nhiên rồi, đó là hợp chất hữu cơ. Hữu cơ thu được, chúng ta sẽ thu được khi nào? Khi thay thế, khi chúng ta thay thế nè. Một hay nhiều hydro trong trong cái gì? Trong NH3. Đó. Bằng các gốc hydrocarbon. Đó. Con sẽ thu được đúng không nè? Con bỏ H, thay thế H bằng các gốc hydrocarbon thì được thu được amin, hiểu không? Đó. Đồng phân và danh pháp. Đồng phân danh pháp. Cái đồng phân danh pháp này chúng ta sẽ học gọn thôi. Còn cái nào mà không cần lắm thì các bạn đọc trong tài liệu nha. Tài liệu nói rồi. Thì cái số 1 mà là dễ nhất, à, cái đơn giản nhất đó là amin no, có đặc điểm là no ha, hở và đơn. Đơn chức. Thì cái amin này nó sẽ có cái công thức tổng quát là gì nào? CnH2n cộng 3 N lớn và chỉ số N này nó phải lớn hơn nó bằng 1 nha con, ít nhất là 1C. Ít nhất là 1C nè. Chất này là chất ít nhất rồi nè. Chất này chất nhỏ nhất rồi. Được không? Rồi.
Bây giờ chúng ta sẽ cho n chạy từ 1. Cái này nè, chúng ta sẽ cho n chạy từ 1 cho tới 4. Nhưng mà không phải cái nào mình cũng gọi tên nha. Rồi. Đầu tiên với n bằng 1 nè, thì con thay vô con sẽ công thức là CH5 n, rồi bấm dùm thầy cái m lớn. Tại vì cái chất nhỏ nhất bao giờ con phải nhớ cái m lớn, nó sẽ giúp con học dễ hơn. Hiểu? M lớn. N là 14. Rồi 31 nha. Đó, thì mấy cái tiếp theo con cứ cộng 14 cộng 14 cộng 14 cộng 14 nó ra cái tiếp theo. Hiểu không? Đó, cho nó dễ. Rồi bây giờ cách gọi tên nào. Cách gọi tên nha. Thì đầu tiên á, con muốn gọi tên thì con phải viết công thức cấu tạo của nó. Nhớ khi viết đây là công thức phân tử nha. Bây giờ qua công thức cấu tạo nè. Thì ghi công thức cấu tạo là con phải ghi theo từng bậc. Bậc là sao? Đầu tiên con phải ghi bậc 1 trước. Ghi từ bậc 1 trước. Rồi. Bậc 1 có nghĩa là có nhóm NH2. Được chưa? Rồi bây giờ còn mấy C? Còn có C chứ mấy. Con thải vô đây 1C. Mà để đủ hóa trị thế này là CH3 đúng không? Đúng chưa? Rồi. Cái tên, về cái tên á, thì nó có 3 loại tên. Thầy sẽ viết theo thứ tự ưu tiên. Tên đầu tiên á, người ta gọi là gốc chức. Gốc chức. Gốc này là gốc metin. Được chưa? Và cái này á, đọc là metin amin. Được không? Rồi. Cái tên thứ hai á, người gọi là danh pháp thay thế. Thì cái này nó sẽ hơi khó với con xíu nha. Thay thế, tên theo kiểu thay thế nè. Thì thay thế đọc là metan nè, amin. Rồi. Thì con nếu mà con nhớ không nổi á, con nhớ không nổi thì con nhớ cái tên đầu thôi. Lý do của nó là che cái thằng này lại nè, thằng này 1C nó là CH4, CH4 là metan. CH4 là metan, bỏ bớt 1H thêm NH2 vô thì đọc là metan amin. Nhưng mà nếu không nhớ nổi thì mình nhớ cái màu xanh nha. Rồi. N bằng 2 thì thay vô là C2H5. Rồi C2H7 N đó, con có cộng thêm 14 nữa, ra 45 nè. Đó, mấy cái đầu phải dễ cho nhớ để xong tìm nó dễ nha. Ồ bây giờ tại sao cái này mình chưa có một cái? Tại vì nó có 1C thì nó có một bậc à. Con hiểu ý không? Chứ mà làm sao có bậc 2 được, làm sao 1C mà tách thành 2 gốc được. Nha. Rồi, bây giờ ghi công thức cấu tạo. Thì cũng ghi đầu tiên là theo bậc. Theo bậc nha con. Thì đầu tiên là bậc 1 thấy không? Bậc 1 là NH2 nè. Đó, NH2 là bậc 1. Rồi sau đó con sẽ thêm C cho nó đủ. 1C, 2C. Rồi đây là CH3, CH2. Đọc là tên. Thì màu xanh là gốc trước nha. Thầy sẽ khỏi viết lại nha. Đọc tên là etin. Gốc này là gốc etin, gốc C2H5 này con. Gộp lại là CH5. Etinamin. Còn đọc theo danh pháp thay thế. Thầy nghĩ á, bây giờ nè. Với công thức này thì con nhớ hai tên. Metinamin và metanamin là người ta hay cho. Còn mấy công thức sau chắc con để nhớ màu xanh thôi nha. Rồi công thức này đọc là etan. Etanamin sẽ hơi khó xíu. Rồi từ từ. Hai carbon mình chia làm hai bên được không? Được, do đó mình sẽ có bậc 2. Nha, hai carbon mình chia làm hai bên được, do đó mình sẽ có bậc 2. Bậc 2 của thằng này sẽ là như sau. NH phải chia mỗi bên 1C. Đó, chia mỗi bên 1C là CH3 và CH3 nè, được chưa? Con phải viết đồng phân nó tốt vô nha. Rồi, tên gọi sẽ là dimetin. Dimetin hiểu mà, có hai gốc CH3 là dimetin, cái tên này dễ gọi hơn. Còn tên theo danh pháp thay thế sẽ là hơi khó một xíu. N-metin. Metanamin. Nó có cách giải thích nha, thầy nghĩ thôi khỏi đi. Khỏi giải thích nha. Rồi, ok. Vậy đi. Được chưa con? Như vậy là với C2H5 CH7N thì chúng ta sẽ có hai công thức cấu tạo nha, một cái bậc 1, một cái bậc 2. Còn phải phân biệt rõ đó, tại vì khi nó đếm nó không phải là đếm tất cả các đồng phân đâu. Mặc dù chúng ta có công thức tính đồng phân là 2 mũ n trừ 1. Nhưng mà mình... Rồi sẽ khỏi đi. Rồi. Rồi bây giờ tăng lên n bằng 3. Tăng lên n bằng 3. N bằng 3 bắt đầu sẽ mệt hơn xíu. C3H9N. Đó, m lớn nó 59.
đường tua. Rồi. Nó sẽ có bốn công thức cấu tạo đấy, con người nhớ luôn nha. Thì đầu tiên là công thức cấu tạo. Công thức cấu tạo mà vẽ theo bậc 1 nè, nhìn nhá. Bậc 1 nghĩa là có nhóm NH2. Được chưa? Bậc 1. Có 3 carbon phải không? Mình dăng ra. 1 2 3 rồi điền H cho nè, CH3 nè, CH2 nè, CH2. Thì nó sẽ có cái tên như sau. Tên của nó sẽ là propin. Gốc này là gốc propin nha con. Propin amin, đó là tên gốc chức. Gốc chức là dễ nhớ hơn là tên thay thế. Tên thay thế của nó sẽ là propan. Propan 1 amin. Đó, trong tài liệu thầy có ghi cho con, bây giờ con ghi lại cho nó nhớ rồi. Được chưa? Nhưng nè, chưa có vội vàng qua bậc 2. Tại vì cái thằng bậc 1 này là nó còn một cái nữa. Đó là gì biết không? Nó sẽ phân nhánh. Ba carbon này nó phân nhánh là 1C nè, 2C nè, 3C nó từ 3C thì nó sẽ bị phân nhánh nha. Rồi CH3, CH, CH3. Rồi, đọc tên gốc phân nhánh này gọi là isopropyl. Isopropyl amin. Còn đọc theo nhân pháp thay thế là propan 2 amin. Đã nhớ không nổi đâu. Thầy nghĩ không nổi. Nhớ tên gốc trước thôi. Được không con? Như vậy là mình mới ghi có bậc mấy? Mới ghi có bậc 1 à. Bây giờ mình phải qua bậc 2. Bậc 2 nghĩa là phải có NH ở giữa phải không? Rồi NH ở giữa nè. Công thức này có NH. Này, hãy viết ra nha. NH chính giữa. Chúng ta có 3 carbon. Thì chúng ta chia một bên 1C, một bên 2C. Được không? Một bên 1C là CH3. Một bên 2C là CH2, CH3. Được không? Còn không có đảo lại là 21 nha. 12 rồi không 21 nữa. Rồi. Thì cái gốc này là gốc gì? Metin đúng không? M. Metin. Gốc này là gốc etin. Thì trong bảng chữ cái alpha B á, cái chữ E đứng trước chữ M phải không? Đấy, nên gọi chữ E trước. Nên gọi là etin. Etin, metin, amin nha. À, đọc vậy. Còn theo danh pháp thay thế thì hơi cặn chút xíu á. N metin etanamin. Còn thấy con nhắm nổi thì thôi con khỏi ghi cũng được nha. Rồi, ba carbon thì chia làm ba gốc được không? Được, ba carbon chia làm ba gốc được mà. Như vậy con sẽ có công thức cuối cùng của nó là gì nè? N. Đó, bậc 3. Được không? Rồi thêm C vô nào. Mà đây là gốc CH3. Đây là gốc CH3. Đây là gốc CH3 nữa. Như vậy tên gốc chức là gì? Trimethylamine đúng không? Trimethylamine. Còn tên theo danh pháp thay thế thì hơi căng á. N phẩy N dimethyl metanamin. Đó, nhức cái đầu. Hơi khó xíu nha con. Rồi. Nên thầy nghĩ là nhớ cái tên màu xanh đi. Nhớ cái tên màu xanh đi nha. Riêng cái thằng rồi. Tiếp tục nha. Cái này học rồi. Con coi lại xíu, con coi xíu. Lấy cái tài liệu đi. N bằng 4. Với N bằng 4 thì chúng ta sẽ không gọi tên. Gọi cũng được, nhưng mà hầu như thầy không có thấy một cái đề nào yêu cầu học sinh gọi tên từ C4 trở đi. Nên là mình cứ xác định số đồng phân là được nha. Rồi C4H11N. M lớn 73 nha. Rất nhanh chóng, mấy cái M lớn đó, các bạn cứ cộng liên tục 14 nó sẽ ra nha. Nhớ cái thằng đầu tiên 31 cứ cộng 14 cửa, cứ tập một xe lên như vậy. Vì qua mỗi cái là cộng thêm một nhóm CH2, con hiểu không? Đây nè, từ đây qua đây nè, cộng thêm một nhóm CH2. Từ đây qua đây nè, cộng thêm một nhóm CH2. Từ đây qua đây, cộng một nhóm CH2. Là cộng 14 đơn vị đó. Thế đó, nó ra. Nhá, rồi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ viết công thức cấu tạo. Thì đầu tiên chúng ta sẽ viết bậc 1 ha. Đấy, bậc 1. Rồi, bậc 1 là phải cố định cái gì con? Nhóm. Đúng rồi, NH2. NH2 thì thầy sẽ ghi gọn cho con luôn nè, nha. Không có cần văn này gì hết trơn á. Ta sẽ có C4H9 và cố gắng ghi nhớ nha. Trong mọi trường hợp C4H9 đều có 4 cách viết: N-butin, isobutin,
sẹt butin và tẹt butin, bốn cách viết khỏi 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 văng, khỏi văng ra nha. Rồi ok, vậy đó là xong bậc 1, xong bậc 1. Ghi nhớ là C4H9 luôn luôn có bốn cách viết, nhớ nha, đọc kỹ. Rồi bậc 2, nghĩa là con sẽ có NH ở chính giữa đúng không? Bây giờ con có 4C con chia làm sao? Một bên 3, à, một bên 1C, bên 3C. Đúng không? Đấy, và cái này nè, luôn luôn có hai cách viết, như vậy nó sẽ có hai công thức cấu tạo. Rồi nhưng mà từ từ đừng khoan vội. Chúng ta có 4C, chúng ta cách chia làm sao nữa? Một bên 2C. Đúng không? 2C, 2C. Chia đều là 2CH5, CH5. Thì cái CH5, CH5 này nó chỉ có một thôi, một cách viết. Và cuối cùng là chúng ta sẽ có bậc 3. Nhớ các bạn, bậc 3. Được chưa? Bậc 3 thì chúng ta sẽ có được là N ở đây. Rồi chắc thầy ráng cho bạn lên C5 luôn. À, 4C đúng không? Chia này. Thì bạn chia là 1C, 1C và 2C. Như vậy nó chỉ có một công thức cấu tạo nhá. Rồi vậy thôi, về tổng của mình hết là sẽ có bao nhiêu công thức cấu tạo đúng? 8. 8 công thức cấu tạo đúng. Nha. Có 8 công thức cấu tạo. 4 cái này. Rồi xong cái mình qua cái N bằng 5 nữa. Thì thầy qua tính chất vật lý. Tính chất vật lý ghi xong, tính chất vật lý phải thuộc nha. Amin là tính chất vật lý phải thuộc lòng. Rồi bây giờ N bằng 5 thì tăng lên là C5H13, rất mạnh dạn thôi. Cứ cộng thêm một nhóm CH2 là nó sẽ ra tiếp. Rồi M lớn bằng cộng nhiêu? 87 đúng không? 87. Bây giờ sẽ đếm đồng phân, đếm đồng phân thôi chứ không có gọi gì hết nha. Thì mình cũng sẽ có bậc 1. Bậc 1. Rồi, bậc 1 là có nghĩa là có nhóm NH2, nó ta viết rất gọn NH2 và nó sẽ còn lại C5H11 nha. Tối đa là lên được 8 đồng phân. Đó, các bạn cố gắng ghi nhớ cái này, mấy mốt các bạn tham gia mấy kỳ thi đánh giá năng lực được nè. Nó lại đếm nhanh. Nó từ khi đếm tới 20, 30 cái đồng phân nhưng phải nhớ cái này. C5H11 có 8 cách. C4H9 có 4 cách, C3H7 có 2 cách. Đó, phải nhớ vậy. Hiểu chưa? Đây là có 8 đồng phân nhá. Vậy thì là xong bậc 1 hết. Được chưa? Rồi qua bậc 2. Rồi, bậc 2 là có NH ở chính giữa và chia làm hai bên đúng không? Rồi bây giờ C5 bạn chia làm sao? Bên đúng rồi, C4, C1 và C4 đúng không? C1, C4, 1C4, 4C có mấy cách? 4, đó là có 4 đồng phân cái này. Thì bây giờ từ từ khoan, mình chia khác được không? 2, 3. Đấy, mình chia bên 2, bên 3, được. Bên C2H5, bên C3H7, C3H7 có mấy cách? Ở 2 cách, vậy là 2 đồng phân, khỏi cần viết tiếp. Rồi, hết rồi, không đổi lại 3, 2 như nhau. Giờ qua bậc 3. Rồi, bậc 3. Bậc 3 là N ở chính trung tâm, đó. Chia làm 3 gốc. Bây giờ 5 chia làm sao? C1, C1, C3, C3 có mấy cách? Hai là 2 đồng phân. Và còn một cái nữa, mình chia cách khác đi. 5C còn chia làm sao nữa? 1, 2, 2. 1C, 2C và 2C. Thì cái này nó chỉ có 1 thôi. Nếu bạn cộng hết lại thì kết luận là mình bao nhiêu? 8, 12, 14, 16, 17. Đúng không? Đúng không? 17. Có 17 công thức cấu tạo đúng. Là tính. Nói về cái đồng phân nó có cái vòng benzen. Đấy, càng amin không có cái đấy nữa. Rồi ok. Cái thứ hai là amin chứa vòng benzen nha. Thế này sẽ hơi. Cái này chúng ta sẽ ghi hai công thức thôi. Công thức thứ nhất là C6H7N M lớn nhiêu? 93 để tôi bấm nha. Rồi. Phải nhớ, tôi nhớ vậy mới được. Rồi, như vậy thằng này vẽ vào benzen đã, để con vẽ ra thôi. Cái này có cái một à. Đây. Vòng benzen bình thường là C6H6 đúng không? Vòng benzen là C6H6. Bây giờ con muốn gắn vào thì con phải bớt đi một hydro, rồi gắn vào đây một nhóm NH2. Hay là nếu mà mình ghi trong đề kiểm tra đó thì các thầy cô sẽ ghi là C6H5NH2 không? Ghi vậy thôi để mình tự hiểu là vòng benzen nhé. C6H5 là vòng benzen nhá. Rồi thì cái này á
nó bị loạn xà ngầu cái là nó có ba cái tên gọi. Thầy sẽ ưu tiên. Ưu tiên là cái nào mà thầy viết trước là ưu tiên tên thường, người ta rất hay gọi là tên thường, đó là anilin. Anilin nhớ cho kỹ nha. Chứ không qua bài amino acid là lộn qua alanin, lộn hoài. Đó. Tên tiếp theo là tên theo gốc chức, đó là gốc chức này. Gốc chức thì nó sẽ gọi là phenin. Gốc CH năm là gốc phenin. Phenin amin. Còn tên là danh pháp thay thế. Thay thế của nó sẽ là benzen amin, thay thế nè. Nhưng mà hai cái tên màu đỏ này thông thường ít khi người ta gọi. Rồi, đó là C6H7N. Lưu ý cái thằng anilin nhá.